Minasan konnichiwa. Nhật ngữ Hoa Sen xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì cô sẽ cùng với các bạn học một cái cấu trúc ngữ pháp, câu đó là ai đà, và nó như thế nào chúng ta cùng nhau xem vào bức tranh sau đây nhé. Hay một cô bé đang ngủ đúng không ạ? Hay anoko wane temas. Kani sasare temas, bị con mũi nó chích vào rồi. Vậy thì nó ngoài ra nó có một cách nói là gì đây? Anoko wane te iru aida ni kani sasare temas. Hay cái cô bé kia đang ngủ thì bị mũi chích rồi. Nete iru aida ni, chúng ta có cấu trúc ngữ pháp là aida ni, động từ chúng ta chia về thể teiru và tính từ y tính từ na cộng aida ni, và đối với danh từ thì sẽ là no aida ni. Ý nghĩa của nó là đang trong lúc, hay cách dùng của nó là aida ni diễn tả hành động diễn ra một thời điểm dài và có một hành động khác diễn ra trong cái khoảng thời gian đó. Hay động từ ở mệnh đề trước là động từ diễn ra thời gian dài, và động từ ở mệnh đề sau là động từ thể hiện ở một thời điểm. Và chúng ta cùng nhau xem ví dụ nhé. Hay natsu yasumi là kỳ nghỉ hè, yoroppa e hay ryoko suru yote desu, có dự định sẽ đi du lịch ở châu Âu. Vậy thì chúng ta muốn nói là trong thời gian nghỉ hè mình muốn đi du lịch ở châu Âu thì mình sẽ nói như thế nào đây? Hay natsu yasumi no aida ni yoroppa e ryoko suru yote desu. Hay trong cái thời gian nghỉ hè rất là dài và một lúc nào đó mình sẽ dự định là sẽ đi du lịch ở châu Âu. Tương tự như vậy thì có hành động gì đây? Đúng rồi, rusu desu dorobo ga haitta. Rusu là vắng nhà và đã bị trộm vào nhà. Trong một cái thời gian mà mình đi vắng thì một lúc nào đó trộm đã vào nhà. Hay thì chúng ta sẽ có là rusu sẽ là danh từ, thì rusu no aida ni dorobo ga haitta. Hay. Và cái người đàn ông này thì đang xem tivi đúng không ạ? Và ông đã ngủ quên. Hay. Thì tedebi o mimas netemas, đây là hai câu. Vậy thì bây giờ mình muốn nói là đang xem tivi mà ông lỡ ngủ quên thì chúng ta sẽ nói sao đây? Đúng rồi, tedebi o miteru aida ni neteshimaimashita. Thời gian xem tivi là một hành động dài và ở một thời điểm nào đó ông đã ngủ quên. Vậy nên chúng ta sử dụng cấu trúc ngữ pháp câu là aida ni. Và tương tự như vậy thì chúng ta có câu gì đây? Haha ga hirune o shite mas. Musume wa asobi ni dekakemashita. Mẹ thì đang ngủ trưa và cô bé này thì trốn ra khỏi nhà để đi chơi. Để chúng ta nối hai cái câu này lại thành như thế nào? Đúng rồi. Haha ga hirune o shite iru aida ni musume wa asobi ni dekakemashita. Hey. Bà ngủ là một thời gian, bà mẹ ngủ là một thời gian, hành động xảy ra thời gian dài và trong một lúc bà ngủ nào đó thì cô bé đã bỏ trốn đi ra khỏi nhà. Thì chúng ta sẽ sử dụng một câu aida ni. Và qua bài học ngày hôm nay thì chúng ta đã nắm rõ về cấu trúc ngữ pháp của aida ni rồi phải không ạ? Nếu như các bạn có thắc mắc cũng như là chưa rõ vấn đề gì, các bạn có thể comment để cho đội ngũ giáo viên của chúng tôi hỗ trợ cũng như giải đáp thắc mắc nhé. Hai minasan sayonara, mata kondo, yoroshiku onegaishimasu.